Vâng, nó liên quan đến một thí nghiệm nhỏ mà chúng tôi đã từng thực hiện trong một chương trình trước đây. Cũng về nội dung là hẹn hò online, chúng tôi có lập một tài khoản lấy giới tính là nữ cùng với bức ảnh là phiên bản nữ của chính mình, như là quý vị đang thấy ở đây. Dòng trạng thái thì cũng rất là cơ bản thôi, yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Và hãy xem, chúng tôi đã nhận được những gì đây. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì đã có hàng chục tin nhắn xuất hiện. Ngoài những tin nhắn chào hỏi xã giao ra thì sự thật là phải có tới 80% là những tin nhắn có nội dung gợi ý đến chuyện thể xác. Họ hỏi tôi là có hư không, rồi có nhu cầu lái máy bay không, rồi thậm chí là rất thẳng thắn, có muốn tham gia tình một đêm hay không. Nhanh, dễ dàng và thú vị. Thế nhưng ứng dụng hẹn hò lại đang làm nhiều người trẻ vỡ mộng trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình. Hồi đó bọn em rất là nghiêm túc với nhau, nhưng mà hôm sau em phát hiện ra là trong thời gian đấy bạn ấy có những người đàn ông khác. Thậm chí còn rơi vào những cạm bẫy. Cái số tiền mất cho bạn mượn nó rơi vào tầm gần 60 triệu. Tìm một nửa trên không gian ảo. Thưa quý vị, cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì một loạt những bài báo với những tít báo như thế này. Quý vị có thể nhìn thấy vỡ mộng app hẹn hò này, rồi là độc thân từ bỏ ứng dụng hẹn hò, rồi Gen Z từ bỏ ứng dụng hẹn hò vì tốn thời gian, vân vân. Trong những bài báo này thì đều có nhắc tới một thông tin rằng, theo khảo sát từ Apps Flyer, có tới 65% ứng dụng hẹn hò đã bị gỡ bỏ trong vòng một tháng. Trong số những người gỡ bỏ ứng dụng này thì có đến 90% xóa bỏ chúng chỉ sau một tuần sử dụng mà thôi. Đó là những con số biết nói, và có vẻ như nó đang nói với chúng ta rằng các ứng dụng hẹn hò đang giảm sức hút, một bộ phận người dùng đang quay lưng với ứng dụng này hay không? Vâng, thưa quý vị, hẳn là phải có những trải nghiệm gì đó rất là tệ xảy ra trên hành trình hẹn hò thì mới dẫn tới việc là số người dùng xóa bỏ ứng dụng hẹn hò nó lại lớn và nó diễn ra nhanh đến thế. Nếu quý vị đã từng xóa, hãy chia sẻ lý do cho hành động ấy trong phần bình luận trên các nền tảng số của VTV khi mà tiêu điểm ngày hôm nay được đăng tải. Còn nếu quý vị chưa xóa, thậm chí là còn chưa cài ứng dụng hẹn hò vào điện thoại của mình, thì quý vị có thể trải nghiệm hành trình ấy qua những câu chuyện trong ít phút tới của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, để mà bắt đầu hành trình tìm kiếm một người bạn mới trên không gian ảo thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cần lập một tài khoản trong một ứng dụng hẹn hò nào đó đã. Ngay sau đó, điều đầu tiên một người dùng phải quyết định đó là có tham gia các gói nâng cấp của ứng dụng này hay không. Thời điểm này thì cũng giống như là một người với cái bụng đói tới tham gia một bữa tiệc buffet vậy. Những người cô đơn tham gia mạng xã hội hẹn hò cũng thường sẵn sàng rút hầu bao ra cho những đặc quyền hấp dẫn để thỏa mãn trí tò mò của những gói cao cấp hơn. Được xem ai vừa thích mình này, được quẹt không giới hạn, rồi được tăng khả năng tương tác, được đẩy hồ sơ lên nhóm ưu tiên, vân vân. Vậy là chúng ta đã xong bước đầu tiên. Khi đã có trong tay những đặc quyền ghép đôi ưng ý rồi thì giờ mới là lúc những khó khăn thực sự xuất hiện. Với một câu hỏi khá đau đầu, bạn sẽ chọn ai đây trong số những người đang tham gia bữa tiệc hấp dẫn này? Vâng, hoàn hảo là một thứ mà hầu như không bao giờ tồn tại. Thế nhưng khi đứng trước rất nhiều lựa chọn thì chúng ta lại có xu hướng nghĩ rằng phải có một thứ gì đó thật hoàn hảo chứ, nó đang lẩn khuất đâu đây thôi, mình phải tìm cho ra bằng được nó. Cách nghĩ này thì thường dẫn đến một áp lực chẳng dễ chịu khi mà buộc bản thân phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Hãy thử nghĩ mà xem, khi mà chúng ta đang bắt đầu nhắn tin để tìm hiểu một người nào đó mà trong đầu lại vẫn đang mơ mộng về những lựa chọn tốt hơn có thể mình đã bỏ qua, sẽ chẳng có cuộc nói chuyện nào sâu sắc cả có thể diễn ra được. Việc lựa chọn và trò chuyện hời hợt như thế, nó cứ xoay vòng, cứ diễn ra trong cảm giác điều tuyệt vời hơn có thể còn đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng thôi, thêm bạn thì thêm vui mà. Mình cũng đang cô đơn mà, có nhiều lựa chọn thì cũng là một điều tốt. Tuy nhiên trên con đường đi tìm kiếm một nửa đích thực ấy sẽ có nhiều những vị khách không mời, khá là rắc rối, xen ngang. Vâng, nó liên quan đến một thí nghiệm nhỏ mà chúng tôi đã từng thực hiện trong một chương trình trước đây. Cũng về nội dung là hẹn hò online, chúng tôi có lập một tài khoản lấy giới tính là nữ cùng với bức ảnh là phiên bản nữ của chính mình, như là quý vị đang thấy ở đây. Dòng trạng thái thì cũng rất là cơ bản thôi, yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Và hãy xem, chúng tôi đã nhận được những gì đây. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi thì đã có hàng chục tin nhắn xuất hiện. Ngoài những tin nhắn chào hỏi xã giao ra thì sự thật là phải có tới 80% là những tin nhắn có nội dung gợi ý đến chuyện thể xác. Họ hỏi tôi là có hư không, rồi có nhu cầu lái máy bay không, rồi thậm chí là rất thẳng thắn, có muốn tham gia tình một đêm hay không. Tất nhiên, đó chỉ là một thử nghiệm nhỏ mà chúng tôi thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nó không thể đánh đồng rằng đó là điều mà sẽ xảy ra ở tất cả mọi người dùng với tất cả các ứng dụng hẹn hò hiện nay được. Thôi thì bỏ qua những tin nhắn gây sao nhãng không đáng có ấy. Cuối cùng thì những người sử dụng
mạng xã hội hẹn hò cũng phải chốt hạ một ai đó để còn làm quen sâu sâu một chút chứ, đúng không thưa quý vị? Lúc này, khó khăn tiếp theo sẽ lại ngay lập tức ập đến. Liệu những thông tin về đối tượng mình đang dành thời gian tìm hiểu kia có thực sự đúng với những gì mà họ đang giới thiệu trên nền tảng hẹn hò đó hay không? Mình lên app hẹn hò với mục đích là tìm kiếm người yêu. Đã từng có những người mà em quen họ và bọn em tưởng chừng đã tiến đến mối quan hệ nghiêm túc. Hai chàng trai cùng một mục đích nhưng kết quả họ nhận được lại thật trớ trêu. Tìm một mối quan hệ nghiêm túc thông qua app hẹn hò từ 4 năm trước, chàng trai này nhanh chóng vỡ mộng chỉ sau 2 lần kết nối. Em đã có hai câu chuyện mà nó ảnh hưởng sâu sắc đến em nhất. Thì một bạn thì hồi đó bọn em rất là nghiêm túc với nhau, nhưng mà hôm sau em phát hiện ra là trong thời gian đấy bạn ấy có những người đàn ông khác. Còn một trường hợp khác thì một bạn ấy cũng rất là tỏ ra thích em, nhưng sau đó bạn ấy mượn tiền em. Hồi đó bạn ấy hỏi vay em 11 triệu có nợ để có thêm duyên với nhau. Nhưng sau đó em không gặp lại bạn ấy nữa. Sau những cái trải nghiệm đấy thì nó đã ảnh hưởng đến tâm lý em, và em sinh ra quan điểm thà em phụ người ta còn hơn để người ta phụ em. Nói vui như nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Từ đó trong suốt 4 năm qua, chàng trai này đã luôn giữ quan điểm đó khi sử dụng app hẹn hò. Thả phụ người trước còn hơn để người khác phụ mình. Có một khoảng thời gian, cả ngày em chỉ ngồi em lướt app hẹn hò. Một ngày em có thể nhắn tin với 5-10 người. Ví dụ như bạn này đang đi làm thì em sẽ dắt bạn khác đi chơi. Khi bạn khác đi học thì em sẽ dắt bạn khác nữa đi chơi. Sau khi mà em đạt được mục đích của em muốn và em biến mất và không gặp lại bạn ấy nữa. Còn với chàng trai này, trải nghiệm với app hẹn hò với mục đích tìm người yêu cũng cho anh những cú tát giật mình. Ngoài việc bị lừa tiền ra thì còn có những thứ vượt xa cả những suy nghĩ ban đầu của anh. Khi mà mình muốn tìm tới một người bạn thì mình đã tải rất nhiều app hẹn hò. Chỉ sau một ngày lập tài khoản thì có rất nhiều cô gái đã chủ động tìm đến mình. Nhưng mà họ nhắn tin cho mình thì họ lại, những tin nhắn của mình nhận được thì thường là những cái lời chủ động là cung cấp những dịch vụ như tình một đêm. Với những bạn ở xa thì thậm chí các bạn còn cung cấp cho mình dịch vụ là video call khỏa thân. Nhiều vỏ bọc tiêu cực khác với mục đích tình cảm ban đầu đã hình thành từ các app hẹn hò. Chưa nói đến những mất mát về tinh thần hay vật chất, nó đang khiến cho không ít bạn trẻ mất niềm tin vào tình yêu. Mặc dù là mình nhận được rất nhiều tin nhắn nhưng mà thật ra lại chẳng có một tin nhắn nào nói về tình yêu. Nên bây giờ mình cảm thấy vô cùng mất niềm tin đối với app hẹn hò, và mình cảm thấy rằng sẽ chẳng thể nào mà tìm kiếm được một tình yêu đích thực trên những cái ứng dụng như thế. Vâng. Đó rõ ràng là những trải nghiệm không vui. Thế nhưng mà ở một chừng mực nào đó thì những trải nghiệm đó lại đáng quý, bởi nó sẽ cho chúng ta biết trân trọng tình yêu đích thực sẽ tới trong tương lai. Thưa quý vị, thế nhưng mà thật xót xa khi phải nói rằng cũng có những trải nghiệm chẳng còn có cơ hội để người trong cuộc rút kinh nghiệm nữa. Đó chính là câu chuyện từng gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày cuối tháng 12 năm 2023 vừa qua. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đã 4 tháng trôi qua nhưng nỗi đau của những người ở lại vẫn chưa thể nguôi ngoai. Họ đã mãi mãi mất đi người con trai út sau 3 ngày mất tích. Thông tin cuối cùng về con mà gia đình nhận được là cậu đi gặp một người bạn quen qua ứng dụng hẹn hò. Xác định đi xác định lại thì cũng là chỉ qua cái lời hẹn chơi nhắn nhủ của một người tên là Phây là An Yêu. Đến lúc là tìm thấy cháu thì cũng không còn có nghĩ được một cái gì nữa, mà cũng không hiểu là đầu đuôi mà nó đến với gia đình chúng tôi một cách nó đột ngột như vậy. Vẫn chưa hết kinh hoàng cháu ạ. Tôi vẫn chưa thấy kinh hoàng về nghe thấy chuyện của em. Đêm thì cũng chẳng có đêm, ngày cũng chẳng có ngày, suốt ngày chỉ có nghĩ về con đi. Quá nhiều kỷ niệm, hai mẹ con thì tâm sự với nhau. Ngay sau khi chuyện đau lòng xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra. Tài khoản Facebook có tên An Yêu được xác định là một trong 7 đối tượng liên quan đến vụ việc. Từ đây, một đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hẹn hò trên mạng cũng đã lộ diện. Với thủ đoạn, lập một tài khoản trên mạng xã hội rồi chủ động kết bạn làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân. Sau khi hẹn tới địa điểm định sẵn, các đối tượng này sẽ dàn trận để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhiều nạn nhân cũng từng vướng vào bẫy lừa đảo hẹn hò trực tuyến này của nhóm đối tượng đã lên tiếng. Khi là chuyên nghiệp,
không giống như là một cái link mà cố gắng tiếp cận mình để lừa đảo hay cái gì. Khi mà mình chấp nhận mình đi theo cái lời hẹn của người ta là xuống uống cà phê ấy, thì lúc ý mình mới thế mình mới vỡ mộng ra, chứ nó là khác hoàn toàn. Khi mà đến khi mà ngồi ăn xong mà người ta ra đánh bài, lúc ý thì mình mới vỡ mộng ra. Chứ còn nếu như mà chỉ để nói chuyện qua mạng ban đầu thôi thì đúng là không biết, không thể nào mà biết được, không thể nào hình dung được là mình để bị là cái nạn nhân bị lừa như thế. Đấy thì mình cả mình một mình ở đấy mình sợ, xong rồi lúc ý thì mình thật sự là rất là dối, chỉ suy nghĩ cách là làm thế nào để trả về thật nhanh thôi. Tổng cái số tiền mình mất mình cho bạn mượn là nó rơi vào tầm gần 60 triệu. Tiền mất thì còn có thể kiếm lại được, nhưng người mất thì thứ còn lại chỉ là nỗi buồn xót xa của những người còn sống. Thưa quý vị, hiện thì vụ việc mà quý vị vừa theo dõi vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vâng, chúng ta không thể phủ nhận được việc tương tác qua các ứng dụng hẹn hò là nhanh, là đơn giản và thú vị như thế nào, và cũng nhiều cạm bẫy ra sao. Thực tế là thỉnh thoảng thì vẫn có những câu chuyện tình đẹp lên mặt báo với điểm xuất phát là quen nhau qua các ứng dụng hẹn hò. Có lẽ là ngoài sự may mắn tìm thấy nhau để có được cái kết đẹp như là những cặp đôi ấy, sẽ có một số những lưu ý cơ bản mà những người tìm kiếm một nửa đích thực trên mạng xã hội cần phải hết sức lưu tâm. Các cái hình thức lừa đảo phổ biến mà các cái loại đối tượng này thực hiện là như sau. Thứ nhất, các cái đối tượng sẽ tham gia vào các cái app hẹn hò để kết nối với nạn nhân. Sau đó thì dẫn dụ nạn nhân có thể tham gia nạp tiền để đầu tư, hoặc sau đó làm các cái nhiệm vụ trên mạng, hoặc là tham gia mua bán đa cấp trên không gian mạng, và từ đó tìm cách này hay cách khác để có thể chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Cái hình thức lừa đảo thứ hai ở trên các cái ứng dụng trực tuyến đấy là dí bưu hoặc là gài các em gái ở Booking Bar để cho các cái nạn nhân tham gia các cái buổi hẹn đầu tiên và phải chi trả những cái hóa đơn với số tiền ở trên trời. Và trong trường hợp này thì rõ ràng là tiền mất tật mang khi mà nạn nhân phải trả một số tiền lớn. Sau khi kết thúc cái buổi hẹn hò thì thông thường sẽ lấy lý do cá nhân và đi ra ngoài sau biến mất, cũng như là khóa cái tài khoản trên các cái app hẹn hò và không thể kết nối lại được. Muốn trở thành một người sử dụng app hẹn hò thông thái thì cái điều đầu tiên chúng ta phải luôn nhớ đó là không bao giờ được ấn vào các cái đường link lạ, hay là không bao giờ nghe những cái lời mời gọi chuyển tiền vay mượn, hay là tham gia các cái hội nhóm Telegram. Chọn địa điểm hẹn hò ở đâu cũng là một điều rất quan trọng. Hãy chọn những cái nơi mà đông người, tránh những cái nơi vắng người để họ có thể thực hiện những cái ý đồ xấu. Hãy luôn tỉnh táo và check lại tất cả những cái thông tin mà mình được cung cấp từ đối tượng hẹn hò. Một cái tip nho nhỏ thôi là chúng ta có thể thêm các cái tài khoản mạng xã hội khác của họ có những cái thông tin gì khác so với họ đang cung cấp cho mình hay không.